Hi, xin chào các bạn, nuôi trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bitsimon Reforged. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong thời gian offline giữa hai tập á, mình đã có tiến hành chế tạo một cái beacon ở phía trên kìa các bạn ơi. Mình sẽ dùng em Volcanion để mà bay lên trên cho các bạn cùng coi nha. Đây chính là cái beacon của mình nè các bạn ơi. Nó hơi bị lắc một xíu. Đây, chúng ta có được một cái beacon 3 tầng. Tầng đầu tiên thì mình xài bằng ngọc lục bảo nha các bạn ơi. Tầng 2 thì mình xài bằng kim cương. Và tầng 3 mình xài bằng vàng đó. Đây chính là beacon cấp độ cao nhất luôn rồi. Và nó sẽ có cho chúng ta được hai cái cường hóa. Cái đầu tiên là hồi máu nè. Và chúng ta có thể lựa chọn những cái cường hóa tiếp theo. Cái cường hóa thứ hai thì mình sẽ chọn là speed cấp độ 2 đó các bạn ơi. Chúng ta còn có đào nhanh nè, có được bảo vệ nè, nhảy cao và cũng như là chém được nhiều sát thương hơn đó các bạn ơi. Wow, xịn sò con bò nha. Nhờ có cái cường hóa speed này thì mình có thể chạy nhanh được quanh nhà luôn nha các bạn ơi. Và mình cũng đã mặc luôn cái bộ đồ Thunder này nữa. Nó cho mình 100% tốc chạy nữa các bạn ơi. Ồ, mình chạy bây giờ rất là nhanh luôn nha. Ồ, siêu xịn sò luôn. Wow, chạy nhanh thiệt sự các bạn ơi. Ồ, mình có thể chạy một vòng quanh nhà chỉ với mấy giây rồi đó. rất là nhanh luôn nha bạn ơi. Wow, xịn thiệt luôn. Và trong thời gian offline á, thì mình cũng đã tiến hành chụp ảnh mấy Pokemon mà mình ưa thích đó. Mình đã treo hết trong nhà luôn rồi nha. Và khi bước vào cổng thì chúng ta sẽ thấy được ảnh của em Ultra Nigruma này nha các bạn ơi. Wow, em này thì cực kỳ xịn sò luôn. Wow, một mắt đỏ một mắt xanh hả? Ôi, mắt nửa xanh nửa đỏ nè các bạn ơi. Nhìn rất là đẹp luôn nha. Chúng ta có thể đi qua bên hông nhà để mà thấy thêm được những tấm ảnh khác nha. Ở đây chúng ta có ảnh của Celebi. Celebi ngoài hành tinh nè và Celebi thường. Ngoài ra mình cũng có được Mewtwo E nè, Mewtwo X cũng như là em Mew thường nữa các bạn ơi. Latias và Latios luôn. Mình không có chụp ảnh Mega của hai em này tại vì nó cũng khó là phân biệt đó các bạn ạ. Rồi để bây giờ mình sẽ tiến hành đi vào trong nhà cho bạn cùng tham quan nha. Vào trong đây thì chúng ta sẽ có được ảnh của Ho-Oh nè và Lucia nữa. Có được bộ ba NT, Raikou và Suicune nữa các bạn ơi. Và khá là nhiều em Pokemon huyền thoại và huyền ảo khác luôn. Chỗ này thì mình thiếu một tấm ảnh. Đó, một tấm ảnh nằm ở trên Darkrai. Đó chính là Roselia đó các bạn ơi. Tấm này thì mình chưa có chụp được tại vì mình thiếu cái em này. Tập ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng để mà thu phục cái em Roselia này nha. Và mình cũng đã có chụp ảnh Mega của em Pokemon khác nữa nè. Wow, cũng xịn sò đó. Chúng ta có được 8 em EV luôn nè các bạn ơi. 8 dạng EV luôn đó. Trong đó có một dạng EV thường nè. Và vào phía bên trong này thì mình sẽ có được ảnh của em Ultra Beat nè. Rất là nhiều Ultra Beat luôn nha các bạn ơi. Wow, hấp dẫn nha. Một đống Ultra Beat luôn nữa các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi một vòng cho các bạn cùng tham quan nha. Rất là nhiều em Legendary ở đây luôn. Chúng ta có được 17 dạng. Hình như là 17 dạng của Sivili nè. Và 17 dạng của Arceus nha các bạn ơi. Wow, một nùi dạng luôn nè. Đây thì chúng ta có ảnh của Kẹo Dẻo nè. Và bộ tứ thánh kiếm sĩ luôn đó các bạn ơi. Cũng khá là xịn sò đó. Đây thì là mấy em Tabu thôi. Mấy em Tabu thì mình đã chụp từ trước rồi nè. Chúng ta có được một em Charizard Y và một em Charizard X ở đây nữa. Wow, cũng xịn nha. Nói chung là mình đã chụp ảnh của tụi nó hết rồi đó bạn ơi. Thôi thì tập ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng để mà phiêu lưu bắt thêm em Pokemon mà mình chưa có nữa. Đó chính là Roselia nè. Và một em nữa, đó chính là em Mr. Fry. Ôi, cái con mèo này nó cứ thích đấu mình hoài à. Mình sẽ xài cái chiêu Plem Chẹt này nha. Ôi, có thứ gì chuyển động gần mình kìa. Để mình coi thử coi bạn ơi. Plem Chẹt mày nè con. Đây, mình đã thấy rồi các bạn ơi. Đây, chuyển động gần tôi hả. Ui, chúng ta có được một em Cinderay. Wow, Cinderay luôn các bạn ơi. Nó xuất hiện ở ngoài đây luôn nè. Wow, cấp 51 luôn. Đây là một trong ba em khởi đầu mà đây là cấp độ 3 luôn các bạn ơi. Ui, cái con Volcanion của mình nó xịt khói kìa. Nhìn xịn sò vậy. Chết, mình xài lộn chiêu rồi. Xài chiêu nước nóng này thử coi. Tại vì nó hệ nước mà. Đúng là em thỏ, giết nó cho được quá chừng đồ. Đánh bại nó cho mình rất là nhiều da thỏ nè. Cũng như là cái chân thỏ. Ui, và thịt thỏ luôn. Hay vậy. Và mình còn thiếu một tấm đĩa của em Genoset nữa đó bạn ơi. Đâu, em Genoset của mình đâu rồi? Đây các bạn ơi. Đây chính là Genoset nè. Và hiện tại hình như nó đang đeo đĩa băng thì phải. Đây, nó đang đeo Chill Ride nè các bạn ơi. Và mình sẽ cùng kiểm tra coi mình đã có được bao nhiêu loại đĩa của nó thôi.
chúng ta có được một cái short drive để là đĩa hệ điện và dual drive đĩa hệ nước. À, mình còn thiếu một tấm đĩa hệ lửa nữa các bạn à. Hy vọng là mình sẽ sớm bắt được Genoset có đĩa hệ lửa nha. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục luyện cấp cho Sun Galio thôi. Đó, đây chính là dàn Pokemon mà mình đã chọn cho luyện cấp đó các bạn ơi. Đó chính là Volcanion nè, Palkia, Sivili, Emzyga, Zyga 100% nè, Nikroma cũng như là Sun Galio nha các bạn ơi. Ồ, rất là xịn sò luôn. Rồi thì tập ngày hôm nay mình sẽ cố tìm mấy cái em Pokemon đó nha. Bây giờ thì chắc đi tìm Mr. Dry quá các bạn à. Ui, và mình tìm được Murilino nữa thì hay biết mấy các bạn ơi. Ui, phía bên này có một em boss Rip luôn nè các bạn ơi. Chắc mình sẽ dùng em Volcanion để mà đi tìm em Rip luôn này luôn nha. Cái em Volcanion này á, khi mà bay nó rất là đã các bạn ơi. Nó xịt khói ở dưới hai cái vòi của nó nè. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Ui, đâu rồi, em Rip luôn của tôi. Đây, một con boss các bạn ơi. Mình sẽ dùng Palkia để mà xử nó cho thiệt là lẹ luôn nha. À, ngon lành canh đào. Giết nó thôi các bạn ơi. Rồi, ngậm củ tỏi luôn rồi. Và nó cho mình một cái viên Rare Candy nữa hả? Wow, nó cho mình một cái viên kẹo để lên cấp nữa nè. Hiện bây giờ mình đã có được 3 viên rồi. Chắc mình sẽ cho Palkia lên cấp luôn quá. Mình sẽ đẩy Palkia lên cái 100 thật là nhanh nhất có thể nha các bạn ơi. À, ngon lành. Cho mình lên 3 cấp luôn nè. Ôi, mình thấy nó to ra một xíu rồi bạn ơi. Nhưng mà chắc cũng không có phải là to thiệt đâu. Cái lúc đó là chắc nó bị lắc một xíu đó thôi bạn à. Và đây chính là Palkia của chúng ta. Ôi, cái gì vậy? Cái con Rolycoly này thích đấu mình hoài. Cứ qua cái vùng này là gặp mấy cái con Rolycoly này thôi các bạn ơi. Ngậm cứ tỏi luôn rồi đó. Đó là cái con Pokemon thang đó bạn ơi. Lại có một em boss Zubat nữa nè. Nhưng mà để mình coi thời gian coi. Đây là thời điểm lúc bình minh thì phải. Chắc mình sẽ qua cái vùng Island Spy này nha các bạn ơi. Đây là vùng đá băng nè. Chúng ta sẽ đi qua cái vùng này để mà kiếm cái em Kyurem nha. Mình sẽ còn thêm một con Kyurem nữa để mà đủ luôn hai cái dạng Black Kyurem và White Kyurem luôn đó các bạn. Ôi, hy vọng là cái em này nó chịu xuất hiện nha. Nói chung là mình bay bằng cái em Volcanion này á, nhìn nó rất là đã luôn, nó xịt khói nè. Mình sẽ xịt lên đầu cái con cứu này nha. Xịt nó các bạn ơi. Wow, cái animation đã thiệt. Nó tức quá, nó đánh mình luôn rồi kìa. Đây em knock sao nè. Một hút máu luôn. Này thì đánh tôi hả? Đánh lại chứ. Tôi đâu có để cho ăn hiếp tôi được. Và đây rồi, Kyurem cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Rất là ngon lành luôn nha. Để mình sẽ xử em knock sao này thiệt là nhanh nha. Cho Zyga ra trọn để mà xử đẹp nó luôn. Dứt nó thôi các bạn. Ôi, Zyga của mình nó đang bị ngủ rồi, quên mất tiêu. Cho Sivili ra thử coi. Lần này mình sẽ xài cái chiêu Multi Attack nha. Ngẫm cứ tỏi luôn rồi, nó cho mình một cái lông gì đó các bạn ơi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cất đồ vào trong đây hết đi. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy em Caesar ra. Trước tiên thì mình sẽ đi qua coi thử cái em Kyurem này cái đã. Em này là... Ôi sao nó nhỏ xíu vậy? Nhìn rất là nhỏ nha các bạn. Mình sẽ cất em Zyga này vô nha. Và lấy em Caesar ra nào. Tại vì Caesar của mình nó có cái chiêu Fall Sweep. Đánh Pokemon còn một máu á, cho dễ thu phục đó các bạn ơi. Đây là Kyurem của chúng ta nè. Ngon lành. Quả đầu tiên mình sẽ xài là Whipball thôi bạn ơi. Tỷ lệ của cái quả này khi mà lần đầu quăng là 5 chấm đó. Nhưng mà không thành công rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ Fall Sweep cho nó còn một máu đi. Khi mà máu nó ra còn một rồi thì chúng ta có thể thu phục nó một cách rất là dễ dàng luôn đó. Ui, nó đánh lại mình luôn kìa. Nhưng mà không gây sát thương rồi. Fall Sweep một phát nữa. Một khúc máu luôn, quá đã các bạn ơi. Làm một phát nữa coi. Rồi, và bây giờ nó đã còn một máu rồi đó. Quá là xịn sò luôn, mình sẽ bắt nó luôn. Em này thì mình đã có rồi hả? Mình có nên bắt nó luôn bằng Heavy Ball không nha? Bắt nó luôn các bạn ơi. Mình tính bắt bằng Repeat Ball nhưng mà cứ thử bằng quả Heavy thử coi. Quả đầu tiên đã không thành công rồi. Mình sẽ cố xài 3 quả nha các bạn. Nói chung là mỗi loại Ball á, mình xài 3 quả. Ngoại trừ cái quả Summer Ball, tại vì Summer Ball là mình phải xài rất là nhiều đó. Nó mới có tác dụng đó các bạn ơi. Chúng ta sẽ xài thêm một quả nữa đi. Và quả Heavy Ball thứ 3. Liệu có thành công hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ coi. Có vẻ như là nó lắc hơi lâu rồi đó các bạn ơi. Yes! Và nó đã thành công rồi nè. Mình sẽ bô kế hiệu cho Pokemon của mình nó đầy máu cái đã. Rất là xịn sò luôn nha các bạn ơi.
Rồi để mình lấy QRAM ra nào, cũng như là lấy cái em Black, à quên, kết hợp cái dạng Black QRAM nữa chứ. QRAM của chúng ta đây nè, đây em mới bắt cái 70. Ôi và nó có đeo một cái DNA splicer sẵn luôn các bạn ơi. DNA splicer đây rồi nè. Đây là cái vật phẩm dùng để kết hợp QRAM với lại CRAM và QRAM với lại ZROM đó. Rất là xịn sò luôn nha. Em này thì hơi nhỏ, không có thể bay được nha. Khi mà kết hợp rồi thì chúng ta mới bay được đó bạn ơi. Ôi cái thước run luôn. Và nó cộng Special Defense trừ Speed. Hơi bị uổng. Ui. Cái Nature đó thì không có tốt cho chúng ta rồi. Nhưng mà thôi không sao các bạn à. Rồi bây giờ sẵn tiện thì mình sẽ bỏ Palkia vào trong này luôn. Chúng ta sẽ lấy cái em... À quên cái em ZROM chứ. Mình định ghi là Black QRAM ra luôn chứ. Đây. Đây chính là ZROM và chúng ta sẽ tiến hành kết hợp em QRAM với lại em ZROM này nha các bạn ơi. ZROM của mình nó kích thước rất là to luôn. Ơi và đây rồi. Đây chính là Black QRAM nha. Nó vừa mang hệ băng vừa mang hệ điện nữa các bạn ơi. Wow, nhìn cái dây này nó rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Đây chính là phần dây điện được nối từ cái đuôi sang cái thân của nó thì phải các bạn ơi. Wow, nhìn rất là đã luôn nha. Em này thì thuộc hệ băng cũng như là hệ rồng hả? Đây chỉ là hệ của QRAM thôi, nó không có thay đổi. Và chúng ta có sẵn luôn cái chiêu Fusion Pole kìa. Quá là xịn sò luôn nha. Đó, bây giờ mình sẽ cất em này vô. À, và mình sẽ lấy luôn một cái dạng khác nữa ra luôn. Một em QRAM nữa. Và một em RCRAM nữa nha các bạn ơi. Ủa? Chết rồi, ghi lộn. QRAM như vậy mới đúng nè. Và một em nữa là RCRAM. Đây các bạn ơi. À, ngon lành. Mình sẽ cho tụi nó tạo thành cái dạng YQRAM nha. Ủa, RCRAM của mình nhìn nó to các bạn. Khổng lồ vãi chữ luôn đó. Và đây, cho màn kết hợp nè. Và chúng ta đã có được hai dạng Black QRAM và YQRAM rồi đó. Nhìn rất là xịn sò luôn đó các bạn ơi. Các em này thì đã có các cái chiêu chuẩn rồi nè. Kích thước small. Còn em Black QRAM thì kích thước run. Nói chung thì cũng được đó các bạn ơi. Không sao. Wow, tập ngày hôm nay lại có thêm một em Legendary mới nữa rồi. Và một cái dạng mới của em luôn. Ôi phía bên này nó có xuất hiện một cái em Genoset nữa các bạn ơi. Ôi và Genoset này mang cái tấm đĩa gì vậy? Giống tấm đĩa mà Genoset cũ của mình đang đeo các bạn ơi. Mình đã có một em này rồi. Để mình lấy Caesar ra đi. Để tiến hành thu phục cái em Genoset này cái đã. Mình thiếu cái tấm đĩa hệ lửa của Genoset. Nhưng mà hình như em này không có rồi các bạn ơi. Hơi đáng tiếc một xíu ha. Đầu tiên thì mình sẽ xài Whitbon nè. Wow, bây giờ là những tập cuối cùng rồi. Chúng ta sẽ đi bắt hết các cái dạng còn lại của mấy em Pokemon nha các bạn ơi. Rồi không được thì chúng ta sẽ phone whip thôi. Cho nó còn một máu nha các bạn ơi. Em này sao trâu quá vậy. Chúng ta sẽ phone whip một phát nữa nha các bạn. Cấp 70 mà khá là trâu luôn. Wow, nó vẫn chưa còn một máu cơ. Máu nó vẫn còn khá là cao đây. Là một chiêu nữa nha các bạn. Bây giờ thì nó mới còn một máu đó. Và mình sẽ xài thử cái quả Ultra Ball nha. Hy vọng là thành công các bạn ơi. Ui nó xài cái chiêu gì bắn vào cái em Caesar nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Có thể là chiêu độc quyền của nó đó. Wow, nó lại xài nữa nè, nhìn rất là đẹp luôn nha. Mình sẽ chuyển qua quả Dust Spawn đi. À, cái em Genoset này á, thì nó sẽ xuất hiện tại cái vùng Extreme Hill cộng và Extreme Hill cộng M vào buổi tối nha các bạn. Dust Spawn có vẻ không thành công rồi, chúng ta sẽ chuyển qua Timer Ball vậy. Vẫn chưa được các bạn ơi. Và nó liên tục boost cái chỉ số gì đó của Caesar nó xuống thấp nè. Boost hoài à cái con này. Đây vẫn tiếp tục là Timer Ball coi. Và ui chưa được luôn kìa. Ui lần này vẫn xài cái chiêu cũ đó các bạn ơi. Nói chung là cái hiệu ứng chiêu nó rất là đẹp nha. Xịn sao cũng bò luôn á. Vẫn chưa được luôn các bạn ơi. Chúng ta phải kiên trì khi mà dùng Timer Ball đó. Quả này nó sẽ tăng cái tỷ lệ bắt theo cái số lượng quả cầu mà mình quăng ra đó. Ui và thành công rồi nè. Rất là xịn sò luôn. Mình sẽ cùng kiểm tra cái em Genoset này coi.
Coi thử nó đang đeo cái đĩa hay gì nhé các bạn ơi. Đâu rồi, Genesis. Ui, nó đeo đĩa hệ băng luôn, y chang cái em Genesis cũ của mình luôn các bạn ơi. Đây, nó đang đeo cái đĩa này nè. Trời, mình có rồi. Hơi uổng nha bạn. Em này thì kích thước small nè. Nó tăng attack nhưng mà trừ special defense hả? Cũng khá là hay đó. Mình sẽ cất nó vào trong đây nha. Bên đây có một trainer nè. Wow, trainer gì cấp 36 hả? Chú cảnh sát cấp 36 thôi bạn ơi. Nãy giờ thì mình đi bắt legendary khá là nhiều rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi thách đấu mấy trainer để mà kiếm thêm tiền và kinh nghiệm cho mấy em Pokemon của mình nha. Wow, chú cảnh sát chỉ có mấy em Pokemon cấp khá là thấp thôi, nên là mình giải quyết rất là nhanh luôn đó bạn ơi. Ôi, bên đây có một cái gì đây? Wow, chúng ta được thêm một vả Heavy Ball nữa. Cũng tuyệt vời chứ bộ. Hồi nãy dùng Heavy Ball để bắt Kyurem á, giờ nó cho mình lại một quả đó bạn ơi. Xịn nha. Chỗ này có một ông gì đây? Ông tiến sĩ. Ui, cấp 53 luôn. Mình sẽ tiến hành thách đấu ổng thôi bạn à. Xài chiêu nước nóng nè. Đau chưa, đau chưa? Là một phát nữa. Wow, còn một máu thôi. Một máu thì mình xử rất là lẹ luôn nha các bạn ơi. Ngậm cụ tỏi luôn rồi. Ôi, em này cũng ngậm cụ tỏi luôn. Wow, chúng ta lại có thêm boss mới nữa kìa. Nhưng mà mình sẽ không có đánh em Zubat này đâu. Là biến để mà bay theo nó lắm đó. Ở bên này chúng ta có được một em boss Mega Medicham Shiny luôn nha các bạn ơi. Wow, nhìn nó rất là đẹp luôn nha. Cái dạng Shiny của nó đã thay đổi cái quần rồi nè. Cái quần màu xanh luôn rồi đó. Và nó cho mình một cái cây kẹo. Ôi, và cả Iverson nữa. Ôi, chúng ta có được một em Lấp Bunny nè. Không biết có phải là cái dạng đặc biệt không nữa. Để mình cùng cởi Rayquaza khám phá coi thử coi nha các bạn ơi. Ôi, đây là Lấp Bunny nè. À, và hình như là dạng thường thôi, không phải là dạng đặc biệt rồi. Bên đây lại có thêm một em boss khác nữa các bạn ơi. Và lần này là Biriu. Có vẻ như là Biriu Mega rồi. À, Biriu Mega. Ủa, sao nó có màu xanh kỳ quá vậy? Có vẻ đây là cái dạng Mega Shiny rồi các bạn ơi. Nó màu xanh nhìn kỳ vãi chữ luôn đó. Mình sẽ tiến hành dứt nó thôi. Wow, nó cấu máu của Son Galio của mình đau vãi. Và hôm sau, Son Galio của mình đã kịp đốt cháy em Biriu này rồi. Trời ơi, đốt cháy trước khi mình ngậm củ tỏi đó các bạn ơi. Lem chẹt nha. Rồi, thế là xong Biriu luôn rồi. Và nó lại cho mình một cái cây kẹo nữa. Rất là xịn sò luôn nha. Và sẵn tiện mình cũng sẽ cho Banja lên cáp tiếp luôn nha các bạn ơi. Ôi, bên đây còn một em Raiden nữa. Mình quên mất, mãi nói chuyện không à. Ây da, chết rồi, sao rớt xuống cái hồ này vậy? Phải kiếm đường leo lên mới được các bạn. À, Raiden. Có vẻ như là một em sóc. Ồ, một con sóc rất là to luôn các bạn ơi. Cái đuôi bự vãi chưởng luôn. Em Raiden này ơi, mình xài chiêu này không có được rồi. Cấu quá là ít máu luôn rồi. Mình sẽ xài qua chiêu khác nha. Wow, cái chiêu nước nóng nó cũng không có tác dụng cho lắm. Chắc mình sẽ lại đổi Pokemon thôi. Đổi qua em Palkia đi ha. Palkia của mình đang cấp rất là cao luôn đó. Phong độ rất là cao luôn. Chúng ta sẽ tiến hành dùng nó để mà xử đẹp luôn nha. Earth Power nè. Ủa, một khúc máu luôn. Xài lại một chiêu này nữa là chúng ta sẽ xong việc rồi đó. Trời ơi, nó vẫn còn một chấm kìa bạn ơi. Cây cứu không? Vãi cả chưởng à. Là một phát nữa. À, lần này thì nó không có cho mình viên kẹo nào rồi. Ui và trời, nó cũng đã tiến hành đi vào buổi tối rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi cái mặt trăng ngày hôm nay nó là trăng tròn hay là trăng khuyết đây. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra luôn nha các bạn ơi. Mình đang ở tại cái vùng Bird Forest M nè. Ôi, mình phải cho nó lót trên lại tại vì lâu lâu nó sẽ bị lắc đó các bạn à. Trời, nó sắp tối rồi nè. Wow, mây nó đã chuyển sang màu hồng luôn nè. Hay vậy. Chúng ta sẽ cùng bay lên coi thử coi mặt trăng ngày hôm nay là trăng tròn hay là trăng khuyết đây. Đây chính là trăng tròn các bạn ơi. Trăng của em Roselia, đối trọng của em Darkrai đó. Rất là đã luôn. Em này thì khá là xịn sò đây. Và chắc tập ngày hôm nay mình sẽ cố bắt nó luôn nha. Em này thì nó sẽ xuất hiện tại cái vùng Bird Forest M nha bạn ơi. Bird Forest M. Ui, hiện tại mình đang ở tại vùng Bird Forest M rồi nè. Chắc qua bên đây luôn đi cho nó chắc. Và mình sẽ tiến hành chờ nó xuất hiện nha.
Hy vọng là nó sẽ xuất hiện đó. Ủa các bạn nhìn em Ankia của mình nhìn rất là đẹp luôn nha. Nãy giờ thì mình vẫn đang chờ em Brasilia nè, bằng cách đứng ngắm nhìn mấy Pokemon của mình đó. Ôi và đây rồi, lại một lần nữa em Brasilia đã xuất hiện nè các bạn ơi, quá là xịn sò luôn. Ủa cái con nóc sao này sao mình gặp nó nữa rồi, hồi nãy ở bên cái vùng băng cũng gặp nữa, qua đây cũng gặp nữa các bạn à. Rồi chúng ta sẽ cất hết đồ vào trong đây đi và đi qua kiếm em Brasilia nè các bạn ơi. Ồ, mình đã hóng em này từ rất là lâu lắm rồi đó. Ui và đây rồi, nó đây rồi các bạn ơi, đây chính là em Brasilia nè. Ồ, đối trọng của Darkrai nhìn rất là đẹp luôn nha. Mình sẽ bắt nó trước bằng cái quả Whip Ball nha các bạn ơi, hy vọng là thành công thôi. Và không thành công rồi, chắc mình phải lại dùng cái chiêu Phone Sweep để mà cẩu máu của nó nữa nè. Đó, còn một khúc rồi kìa các bạn ơi, chắc chúng ta phải cấu tầm 3 lần nữa thì nó mới thành công quá. Phone Sweep tiếp tục nè. Đó, đã cấu được 2/3 cây máu rồi, còn 1/3 cây nữa. Làm một phát nữa nè các bạn ơi. Ui nó vẫn còn một xíu máu kìa, không biết có phải là còn một máu hay không nữa. Mình sẽ cấu lại một lần nữa nha, xài một chiêu nữa nè. Đó, và đây chính là một máu rồi nha các bạn ơi. Mình sẽ tiến hành bắt em này thôi, chắc bắt bằng quả Dust Ball thử nha. Bây giờ là trời tối mà. Ui không thành công luôn. Em này thì nó cũng đang chạm mặt nước, mình sẽ xài Dive Ball thử nha các bạn ơi. Nói chung là nó chạm vô nước á, chúng ta có thể xài Dive Ball được nha. Dive Ball. Ui nhưng mà không thành công rồi kìa, nó chỉ nổi nổi rồi. Tiếp tục một quả Dive Ball nữa coi. Quả thứ hai rồi đó. Ui và vẫn chưa được các bạn ơi. Chúng ta sẽ quăng cái quả thứ ba nha các bạn ơi, quả Dive Ball thứ ba. Và lần này cũng không thành công luôn. Wow, bắt khá là khó luôn. Lại trở về với lại Dust Ball nữa các bạn ơi. Dust Ball và không thành công luôn rồi. Khó khăn quá hả? Nãy giờ bắt lâu vãi cả chưởng luôn. Và mình đã quyết định xài luôn cái quả Ball tối tân nhất, đó chính là Master Ball nha các bạn ơi. Đó, Master Ball bắt cho nó gọn lẹ luôn. Đây chính là quả Master Ball thứ 17 của mình nè. Và chúng ta đã bắt được em Brasilia rồi. Yes, quá là xịn luôn nha các bạn ơi. Đó, rồi mình sẽ cùng kiểm tra thử em nó coi. Đối trọng của Darkrai à, cuối cùng cũng gặp được các bạn à, xịn thiệt sự luôn đó. Đây mình sẽ lấy Darkrai ra, cũng như là lấy cái em Brasilia ra luôn nha các bạn ơi. Trước tiên thì mình sẽ tiến hành chỉnh cái thời tiết cái đã, bằng cách dùng Raiden và cho nó xài chiêu Sunny Day đó. Trời nó đã hết mưa rồi, bây giờ chúng ta lại cho Brasilia ra trận thôi. Đây nè các bạn ơi, đây chính là Brasilia của mình nha. Wow, nhìn xịn sò chưa. Và đây là Darkrai nha. Oh, ủa Brasilia này kích thước gì vậy, nhìn nó có vẻ nhỏ hơn một xíu. Ở kích thước chuẩn các bạn ơi. Ủa Darkrai kích thước small hả? Darkrai là kích thước nhỏ, còn Brasilia là kích thước nó to hơn một xíu. Đây là kích thước chuẩn đó. Ui cũng hay vậy ha. Và thế là sau nhiều nỗ lực chúng ta đã có được cái em Brasilia này rồi. Nhìn nó khá là giống cái con vịt nhờ. Con vịt hay con thiên nga gì đó các bạn ơi. Rồi mình sẽ cất nó vào trong đây luôn nha. Hiện tại trời nó đang là cái lúc hoàng hôn nè các bạn ơi. Mình đang ở tại cái vùng Kotaiga Hill, và vùng này sẽ là cái vùng xuất hiện của cái em Articuno nha. Bây giờ thì Articuno nó đã xuất hiện ở bên ngoài luôn các bạn ơi. Ui và đây rồi, bây giờ nó mới chịu xuất hiện nè. Mình phải xử nhanh cái em Pokemon này mới được các bạn ơi, để mà còn đi bắt Articuno nữa chứ. Rồi, ngon lành cành đào rồi đó. Sẽ chạy một khúc coi. Và chúng ta sẽ cùng lấy Scissor ra trận nha, để mà thu phục em Articuno này nha các bạn ơi. Đây là một cái dạng khác của Articuno, nó mang tên là Galarian Articuno nha các bạn ơi. Đó, đây là cái dạng Gen 8 của em Articuno đó. Ngoài ra chúng ta còn có dạng khác nữa của Moltres và Zapdos nữa thì phải. Ui và nhìn nó nè. Ủa sao nhìn nó lại quắc các bạn ơi. Ui nó bay mà nó đứng luôn hả. Wow nó tím rịm các bạn ơi, nhìn xịn xò thiệt sự luôn nha. Đấy chính là dạng Galarian Articuno đó. Mình sẽ bắt nó bằng Whip Ball thử coi.
Quả đầu tiên là quýt bon thôi nè. Ôi và vẫn chưa được nè. Bắt khó khăn quá vậy. Phone sweep cho nó còn một máu thôi các bạn ơi. Rồi mình xài một chiêu thôi mà nó đã ăn hết nửa cây rồi. Xài chiêu thứ hai thì nó còn một xíu. Và mình sẽ xài chiêu nữa đi cho nó chắc cú các bạn à. Đó, bây giờ thì nó chắc chắn còn một máu rồi đó. Mình chắc mình bắt luôn bằng cái quả Rebirth Ball nha. Đây là quả ball dùng để bắt lại các cái em Pokemon mà mình đã có rồi đó. Thì Articuno thường mình đã có rồi. Mình sẽ dùng cái quả này để bắt lại thử coi. Và không thành công rồi kìa. Chúng ta sẽ lại chuyển qua cái quả này tiếp nha các bạn. Vẫn tiếp tục là Rebirth Ball thôi. Bắt cho nó đủ 3 quả trước đi, rồi tính tiếp nha. Wow, cái em này nhìn nó đẹp thiệt sự nha bạn ơi. Không biết nó như thế nào nữa. Tí để mình bắt xong đi, rồi mình sẽ cùng các bạn khám phá cái em Galarian Articuno này nha. Và Rebirth Ball quả thứ 3. Liệu lần này chúng ta có thành công không nè? Mình sẽ cùng chờ xem. Ui, nó phá vỡ quả cầu rồi. Chắc mình sẽ bắt nó bằng cái quả khác đi. Mình sẽ đổi thử qua Fastball nha. Không biết Fastball lần này có phát huy được tác dụng hay không nữa. Không thành công rồi. Chắc mình bắt nó luôn bằng Tamuon vậy các bạn à. Lần này thì dùng luôn Tamuon nha. Hết đường mà chạy với tôi. Ui, nó vẫn chưa được. Và cũng khá là khó khăn cho chúng ta đó. Tamuon tiếp tục nè. Quả thứ hai rồi đó. Có chịu vào không nữa? Ui, khá là lâu rồi kìa. Và yes, chúng ta đã bắt được em Galarian Articuno rồi. Và mình đã đạt được cái thành tựu Frozen Chicken Dinner rồi các bạn ơi. Wow, chúng ta được cái món gà rán đông lạnh nè. Ôi ơi, bắt Pokemon thôi mà sao thành gà rán đông lạnh luôn vậy? Để mình cùng kiểm tra cái thành tựu đó nha các bạn ơi. Cái thành tựu đó nằm ở đâu đây? Mình sẽ cùng kiểm tra thử coi. Achievement nè. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra cái thành tựu đó. Ui, đây là bắt con đeo xích rồi. Mình sẽ kiểm tra từ dưới lên nha các bạn ơi. Không biết có cái em Pokemon nào mới không. Đây là Groudon hả? Tiếp theo là em đeo xích nè. À đây các bạn ơi, Frozen Chicken Dinner là bắt cái con Articuno hả? Ôi, mình đã bắt rồi mà. Đây, bây giờ mình sẽ lấy hai dạng ra cho các bạn cùng coi nha. Trước tiên thì mình sẽ cất tụi nó vào trong này bớt đi. Đó, mình sẽ cùng lấy hai dạng Articuno ra cho các bạn cùng so sánh nha. Galarian và dạng thường nha các bạn ơi. Wow, dạng Galarian nó màu tím tím hả? Tím tím hồng hồng. Dạng thường thì màu xanh thôi. Màu xanh lam thôi các bạn à. Ôi, mình đang bị target bởi hai con Pokemon luôn nè các bạn ơi. Một con là Beatrice và một con là con Vivillon nè. Đó, mình đang thách đấu một lần hai em luôn nha. Chúng ta sẽ chọn chiêu nè. Và chỉ vào cái biểu tượng Pokemon đó các bạn ơi. Nói chung là muốn cái chiêu đó dùng lên em Pokemon nào thì chúng ta có thể chọn được nha. Wow, rất là xịn luôn. Cái đó là mình muốn các bạn coi từ cái tập trước rồi. Nhưng mà mình không có may mắn để mà gặp được. Và đây chính là hai em Articuno của chúng ta nè. Ui, cái em mình vừa mới bắt nhìn nó ngầu với trưởng ha. Lấy cánh nó xấu hổ hay sao á. Nó che mặt nó lại không à. Đó, nó che mặt nó nữa các bạn ơi. Làm cho ngầu hay gì á. Và bay thì nó cũng thẳng đứng luôn. Mình cũng không có hiểu các bạn ơi. Ui, con này thì nhìn nó cũng khá là to ha. Mình sẽ cùng kiểm tra kích thước nó coi. Em này thì ability cũng khá là lạ luôn nha các bạn ơi. Ôi, và nó thuộc hệ bay và hệ tâm linh hả? Còn Articuno thường thì thuộc hệ bay và hệ băng. Cũng khá là hay đó các bạn à. À, thì ra cái con Galarian Articuno này thì nó thiên về cái hệ băng hơn. Em này thì là kích thước chuẩn. Và em Articuno thường là kích thước huge. Ồ, cũng hay ha. Huge là kích thước lớn đó các bạn à. Xịn sò nha. Wow, thế là chúng ta đã có được thêm một em Legendary mới nữa rồi. Ui, có cái thứ gì chuyển động gần mình nè. Để mình cùng đi khám phá thử coi các bạn ơi. À đây, 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 mình thấy rồi nè. Wow, lại target hai con nữa. Và lần này là hai con double win luôn. Xịn sò nha. Mình sẽ xài chiêu lên từng con nha các bạn ơi. À, sau mình kích vào cái biểu tượng là chọn được nó rồi nè.
Qua nó còn một chấm kìa. Không biết có chết không nữa. Vẫn khá là trâu các bạn ơi. Chắc mình sẽ lại xài một chiêu nữa thôi nè. Wow, double Pokemon gen 8 đó các bạn à. Ôi và nó đang ngậm củ tỏi rồi. Chúng ta lại gặp thêm một em boss mới nữa và là Gastly. Nhưng mà em này thì mình sẽ không đánh nó đâu nha. Wow, tập ngày hôm nay mình đã rất là may mắn luôn khi mà đã có được hai em, đó chính là Roselia và Articuno Galarian luôn nha. Mình sẽ chụp cho mỗi em một tấm ảnh nha, để mà cùng treo vào trong nhà nha các bạn ơi. Đây. Wow, và tấm ảnh nó hiện là Galarian Articuno hả? Cũng rất là xịn sò đó các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ treo tấm ảnh của em Roselia trước nha. Đó, nó chỉ cần treo trên cái tấm Kodakrai thôi các bạn ơi. Và đẹp rồi đó nha. Còn cái tấm Galarian Articuno thì mình treo ở đâu ta? Bên đây có chỗ treo không nhờ? Bên đây thì không có chỗ treo các bạn ơi. À chắc mình sẽ treo ở đây quá. Wow, mình vừa nằm ngủ mình vừa có thể coi được ảnh của em Galarian Articuno này thì hay biết mấy ta. Và con mắt của nó màu xanh luôn kìa. Nhìn xịn thiệt sự như bạn ơi. Ồ, ngon lành canh đào rồi. Rồi thì chắc tập ngày hôm nay tới đây là kết thúc rồi các bạn à. Hôm nay mình đã rất là may mắn luôn khi mà đã bắt được em Galarian Articuno rất là hiếm luôn nè. Rồi để mình sẽ thử bay bằng cái em này nha các bạn ơi. Ôi, khi bay nó vẫn để cái cánh như vậy hả? À, nó cũng chịu khó mở ra để mà đập nữa nè. Nhưng mà nó đập theo cái phương gì kỳ lạ quá à. Thôi kệ nó đi. Và mình còn một em nữa, đó chính là Roselia nha các bạn ơi. Roselia thì cũng có thể cưỡi để bay được. Wow, bay rất là xịn luôn. Con này thì nhìn rất là giống vịt bầu nha các bạn ơi. Cũng ra gì đó. Chúng ta sẽ cùng nhìn kỹ lại Roselia các bạn à. Nhìn đẹp phải luôn á. Thì chắc video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.